Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhấn like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình góp ăn chia 7.000 USDT random cho 4.000 người nha bạn. Từ ví Bitcap Wallet nè. Thì một ví này khá là bảo mật nha bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn cần link phần link mô tả. Thứ nhất mình, các bạn download về một cái ví là Bitcap Wallet nè. Ví này nè các bạn. Và các bạn tạo tài khoản như tương tự như ví Chocolate nha các bạn. Sau đó các bạn click cái phần link mô tả thứ hai của mình, các bạn nhiệm vụ đầu tiên follow Twitter nè. Trên dưới kết cũng follow nè. Follow xong sau đó các bạn bắt đáp lên các bạn. Tiếp tục follow Bitcap nè. Rồi bạn follow các bạn. Sau đó follow Barbie Swap luôn nè. Rồi bạn bắt đáp lên nè. Tiếp tục các bạn join chào kênh Telegram đó nè. Thôi cái này miễn cho mình join sau các bạn. Sau đó thì các bạn tăng 3 người bạn dẫn cho tweet nè, like nè, dẫn tweet nè. Tăng 3 người bạn vào nè các bạn. Sau đó bạn đi tiếp thì comment dưới thằng là biết két nha bạn. Bạn bình luận nè. Phải có dấu thằng biết két nha bạn. Rồi, các bạn trả lời nè. Sau đó các bạn trở về cái link phong mình nghe các bạn. Rồi các bạn join vào kênh Telegram đó nè. Rồi trên link phong các bạn join vào các bạn. Rồi các bạn điền là khoan các bạn. Trên cái group của nó thì các bạn điền là Telegram nè. Các bạn điền là Telegram phải không các bạn. Rồi các bạn điền 2 chấm. Ghi username Telegram của tất cả các bạn vào các bạn. Username đã join vào cái group. Rồi 2, 4, 5. Sau đó các bạn xuống dòng. Các bạn ghi tờ Twitter. Ghi giống tương tự như người ta nha các bạn. Rồi các bạn 2 chấm luôn. Ghi A cộng WinVNNH9. Tiếp tục xuống đây thì các bạn ghi mi. BC. Address. Rồi sau đó các bạn mở địa chỉ với Bitcap mình ra nè các bạn. Các bạn copy địa chỉ với Binbi Smart Chain của mình nha các bạn. Rồi các bạn sao chép địa chỉ nè. Rồi sau đó các bạn trở về Telegram mình nè các bạn. Các bạn dán vô đây. Rồi các bạn xuống dòng đi các bạn. Các bạn ghi thăng Bitcap. Hoặc là các bạn copy cái hai từ này của người ta nè các bạn. Chuyện copy thôi. Và các bạn chạy xíu các bạn. Rồi copy cái đen cái nữa. Dán vô đây. Cắt ra các bạn. Rồi bạn gửi vào bot nha các bạn. Sau đó các bạn trả về cái link phong mình nè. Rồi dòng đầu tiên các bạn điền username của tất cả các bạn nha các bạn. Username Twitter của mình nè. Cộng quýnh VNNH9. Tiếp tục điền username Telegram đã cho cho góp nè. Cộng anh và số 2. Tiếp tục điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào các bạn. Tiếp tục mình điền địa chỉ với BB Smart Chain của mình trên với Bitcap. Các bạn sao chép địa chỉ nữa. Rồi các bạn dán vào đây. Rồi các bạn lưu cấp trang các bạn 506.11. Các bạn bấm gỡ là xong. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia một chương trình góp ăn chia 7.000 USDT random số 4.000 người may mắn nha các bạn. Đến đây em kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.